Vâng, đi. Được hơn triệu chưa mày? Được có hơn triệu chưa mày? Tao đâu hơn triệu tí mà chả biết mà. Tín dụng hết à? Có được quần, còn được quả nào không? Cháu cũng định lấy về làm trẻ bữa nhưng mà ngại. Cái lần mà chơi bởi thím á. Cái gì nhỉ? Cái gì này em khô rồi, không còn mùi mũi nữa rồi. Quả nào xanh xanh nhá, vẫn nè. Là xanh vẫn lấy đi chứ. Không hỏng tiêu hết. Khổ hết mùi củi hết mũi rồi. Không cần mùi, miễn là có cái cùi là được mà. Mình nghĩ người ta là mùi, người ta mà phải có mùi mũi thơm. Làm có mùi mũi quá tươi chứ, mùi mũi thơm mùi mũi. Ôi trời ngại. Khoản làm lắm nên thôi, lách cách lắm. Cái bột ấy mẹ trước anh vứt đi rồi còn. Bột năng. Thế phải làm bột năng. Lần anh đã hết hạn đâu. Anh mà anh vứt xuống ấy mẹ cháu trộn cho gà vị ăn rồi còn.